Anh em ơi. Đó, bọn tôi đi bán đêm. Rồi được. Đây có con chim đây, giờ bác hay là bán để qua chim. Khuyên. Đây, cầm. Bác con chim luôn. Chụp đi, chim chụp cẩn thận, chim cho nó lóc lông. À, bác được con chim á anh em. Con lấy tiền không? Vào nghỉ. Cái mày chim sao màu bị đẹp vậy? Chim vào nghỉ. Con đây hơi chăm thử con á. Để mày giữ, để sao đũa lòng mấy giải. Mấy cái đồ này dễ đũa lắm. À, được rồi, giữ gì mất. Hay là đang ở trong nghĩa địa trên núi nha nè. Vào nghỉ á, giữ nha, đừng có làm chết nha. Con tôi đi bán nhưng mà con đây bác về nuôi. Giờ nhốt vô cái gì? Kiếm gì nhốt vô? Hay là bỏ vô cái đó. Đây. Ở trong cái con đánh nó bao á. Bỏ vô đó thôi đi dọa tiếp rồi tiếp. Ê cái đốm con gì kia. Phải không? Đại đoàn ở nghĩa tròn lúc 12 giờ đêm. Còn nghĩa đấy còn là nuôi khó khăn lắm. Còn là khó khăn lắm. Phát bán hơi trầm thử á, mấy bữa bán miết. Rồi đã đến cái địa điểm mới anh em. Giờ anh em bọn tôi đi kiếm cò. Cò ngủ. Đi nhẹ nhẹ thôi. Đi nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ thôi. Cô đau. Cắt bớt cái bên nha. Rồi rồi đây. Nó không được, qua đây cái đủ mẹ. Đứng lại đi, đừng có đi, sao đi theo mấy chị, một thằng đi thôi. Ờ. Con câu quen anh em. Con chạy lửa. Hả? Con chạy lửa. Câu à? Không, con chạy lửa. Con đẹp như đây. Đừng có rung hết trơn. Anh ngồi đây này, con cung đi. Đi mà. Đây mày. Để đó anh lượng nha. Chân vịt. Cái chim gì lộ quát rồi hả? Cái chim gì trên núi lộ quát vậy? Họ mi vậy? Cái mẹ. Chim đừng có hổng nó im. Thôi im cái mỏ nó hết lại đi. Một con à. Nó xài con uống à. Cứ nghe chim cứ đứng im một chỗ thằng không có đằng bi nhé, không có sợ đứng im một chỗ hiểu không? Ê, hình như cái trắng như có cọ. Cái gì vậy? Nó ỉa này. Không có cọ, có cọ. Đi nhẹ nhẹ, ná keo đừng có đảm. Rồi đây nè.
rồi. Sao có hơi con đấy hả? Vô lý vậy. Thôi giờ tiết kiệm mà có thể nhớ ra nè bác, để xin một bài tiếp. Em mới phát hiện một con chim nữa, không biết con gì. Con gì coi đây đâu có thấy nó còn hồi nãy nữa. Cô chuẩn lên đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Một cô cung anh em bé mẹ đẹp nó nhỏ thôi lấy trúng luôn nè. Đúng rồi. Xin đi. Giữ con. He con. Con còn nữa đâu. Một con, lông lá bay lung tung luôn. Hả? Nó bay rớt xuống đèn rồi. Một phát một. Đây là kỹ thuật bán ban đêm anh em mà gấp con. Ngay giữa luôn anh. Ừ? Ngay đứng giữa. Trách tư luôn nè anh em. Ngay ốc giữa ốc luôn. Đúng không? Giữa ốc luôn. Xuyên qua đây. Anh em nó dài yếu rồi sao? Xuyên ngay chỗ này luôn. Lấy ngay giữa luôn. Xuyên qua đập vô cai luôn. Làm tác đi tìm chi tiết có mình sẽ bán mình qua cho anh em xem nha. Nguyên cái rừng keo rộng thanh thoang thế này mà có được hai con chim ba con nhé. Sải bán sải một con ha. Bán sải một con. Nước. Sâu rồi. Cháy rồi mượn. Sống. Nó còn quẩy luôn mà. Sâu rộm. Tặng cho nó viên bi. Thôi, viên rất đài luôn. Mắc luôn sao? Nguyên một cái rừng keo như thế này. Hôm nay mình đi bán đêm. Clip trước là mình hướng dẫn anh em cách bán 90, 45 với 30 vào ban đêm. Thì hôm nay mình đi bán đêm, thực thi cho anh em thấy. Nãy mình bán con cua ngó là mình bán gốc 45 anh em. Bán chặt 6 tóm nha. Cây gỗ huyết lan chặt 6 tóm. Giờ đi ra rồi. Giờ đi qua bên đây thử. À mình có thằng em nó có bán đùa rừng. Hả? Con gì vậy? Quý cô mà bán làm vậy? Đùa bán không? Bán thử. Bán gì mà thử, bán là trúng chứ thử gì. Bán là trúng thôi chứ thử gì. Bán gãi cai luôn anh em. Lực bay hơi bị mạnh. Và con chim cũng đã bị rớt. Nhưng mà không biết trống hay chết. Gà gánh. Ê, chưa bị sói. Không, con này là chết. Chưa bị sói luôn. Nhắc xíu, nhắc xíu. Bán gãi cái cai rớt xuống cái đè luôn. Kiếm bào mọi người luôn. Giữ. Đứng im luôn. Hôm nay anh làm luôn đi chim. Ai mẹ đâu. Bay mất anh em. Bay mất xong. Quá tiếc. Mà là gần hết pin. Đừng có nó hủ mày.
xin lỗi các bác. Hôm nay mấy bạn quá ăn cỏ bài mẹ. Nó không bị sâu phải không? Đấy. Đi ra mà đổi chứ lưỡi chứ lưỡi. Vô thử. Không có. Có hơi con ở trong. Đón này mà nó bay mất. Thấy bán độc không? Đỉnh cầu. Bán gãi cánh, bán gãi cài rớt xuống này. Bán cái tiền nám gãi cánh của nó nè. Cái nám giữ cánh nè. Ừ. Kìa. Đưa cái túi lái cái bô đựng chi luôn. Đi đi chặt cho nó khô dưới bàn. Đợi đợi tôi đi nè. Đi vô. Rồi đi đi. Đi tôi từ từ. Nó hót hài á. Con nè. Kỹ vô. Thở ra đi. Đây này anh. Đi lại vô. Cái kia cũng vậy. Ngại ngờ thôi cho nó tốt. Nó cài nó đẳng. Không, cái đó ngoài sao khi mà đầy cháy chứ. Được hai con thích cua. Quá ngon. Hơn ngon nghị. Đi qua bể bên kia thì kìa coi. Má nó bán được mà nghĩ mắc hơn toàn chết luôn anh em ơi. Cái gì vậy? Được bé gốc tay đùi luôn quá lòm hết khẩu mày tưởng ráng mày có đâu đừng có rộ anh nữa yếu thiệt luôn rồi bé mẹ bật cái gì mà xóa dữ vậy vừa thôi chứ nó dài không chứ nó nắng sâu cái đàn thế hả à? Đi thôi bây giờ tôi sẽ vô cái rừng keo này. Bây giờ mình sẽ vô cái rừng keo này nha các bạn. Mình tác quay phim để vô đó có chim mình sẽ bán. Mình sẽ bật máy lên mình quay nha anh em. Bây giờ đang đi vô bể sang mới nha nè. Đang vô một bể keo mới. Keo đây thấp những cái nhẹ nhỏ anh em ạ. À, đảm chúng đây gai đây chủ con không mang ủng em đừng có rọ cô để cho hơi đứa nó rọ hơn mấy cho rọ nhẹ nhàng thôi. Cái nắm gì vậy? Nè, hả?
Nắm gì vậy? Nắm rơm hay nắm gì? Nắm rơm đâu mà đây ông nội? Hả? Nó có cái nấm đèn không? À, nấm độc. Cây đây cây nấm độc. Rõ kỹ kỹ mấy ông đi vậy nó thấy đủ mấy ông đi một đường thôi. Rõ vai đủ. Ông đi một là mấy ông đi chung hơi là mấy ông đi một đường một lên rồi đi lên đi xuống chứ đi dài chỗ rõ chỗ không. Đi tùm lum mấy nó sót á, đi một đường thôi. Nếu mà cái bờ keo nó rộng. Đây. Nó bán ngoài sao nó đùng đùng vậy? Cù cò khó hết. Đúng chính xác, dễ có gọi. Quá cái đồ cua ngó hồi bữa ngon mái con mà ngủ cái bể ra cho mình thì đụ nó no luôn mày. Quá bể bự. Cho bể lửa luôn. Cái cầu cầu này. Đứng hết rồi, đứng hết. Con chim này này rồi. Khuyên là nó bài đúng không? Khuyên à? Ừ. Khuyên nè. Khuyên nó sao bác bài? Đồng đồng lại bác được không? Con này phải khuyên không? À, chung chích, chung chích, chung chích. Thôi bỏ đi mà. Thôi đi. Tưởng chim gì bự. Thì ra là một con chim sâu. Chim sâu thì không nên bán. Hả? Chim sâu. Chim sâu có bác được về nuôi còn không thôi để nó sống nhá. Bán mình gì hả? Chim xanh đó không, chim sâu chứ không chim xanh. Bác nghe nè, tí nữa quay tiếp. Ê, nãy giờ có quay không? Cái hoạch hả? Cái hoạch núi. Đây là anh Kim. Ui trời, là anh Kim mới chụp của mình. Sợ cái bụng. Trúng rồi, chi này. Đó. Xuống lượng luôn. Xuống lượng con. Mà đang nghe thành qua chừng. Dài là dài mối rồi sao kìa. Ờ. Con gì vậy? Con gì? Con phở á. Sẻ. Sẻ. Không phải, sẻ sẻ. Con phở đưa thử. Sẻ 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 ruộng. Thế à? Sẻ ruộng. Giữa bụng vẫn ăn được mà. Lượm. Bán bị sáu. Cự ly đó, bán ăn trúng thôi. Hả? Ít xò dĩa đi. Bán đi gì nhà nhỏ con này một đất ra phụ nó im mà nè. Sượt sượt. Thôi đi kìa ơi, đừng có quàng ở chân đây nữa, đi kiếm cái đốm khót. Gì? Không có. Đi. Có đâu. Đi đi. Đi chứ tôi đứng đâu. Đi ra chứ đừng có quàng ở chân đây nữa.
bù má mà vắng quằn mấy cái chân cái đống keo vào đây bù cái đống keo thì to mà không có chi mà nó vắng quằn lên cái là nó vắng ngược xuống đụng mà quằn miết lại luôn có con em đụng nó chùm quằn mà anh em để qua thử ủa đi bán ban ngày nó cũng quằn ban đêm nó cũng quằn xây nhon với nó luôn chửi miết mà nó không ra chùm nữa thà bỏ sót à con trai hồi bữa còn không bán hậu bán mấy triệu 4 triệu à không đủ mày sao bán 4 triệu rồi mà sao không đưa tiền tao mày bán 3 triệu 8 chín ký bán 3 triệu tóm là một mấy trăm 200 mấy ký à 300 mấy à con không quá đẹp không nghe thôi giờ bọn tôi sẽ di chuyển qua một bể khác di chuyển qua một bể keo khác không im lặng im lặng im lặng đi hơi hơi luồn không đi hơi luồn không đi lên đi xuống hơi luồn không câu đứng đi đứng đi cỡ câu rõ đi đấy không thấy chưa đúng mà mà thế con đã trúng mà đúng không hả rồi sợ anh con quá tệ nè em đậu như cái củ nạn quá để bảo toàn dung lượng của thải nhá tác máy nha anh em tới tiếp tục sống chưa bán bó có anh em kiếm thế đúng không một con bó có ra đi ngay đầu quả sải luôn rõ rõ đàn quá đẹp đang giữa không anh con này màu đẹp kinh luôn đang giữa đi nó đẹp sao nãy giờ bán giữa ngực không vậy bán đầu con này trúng đầu á xin con mét con này trúng tao bán đầu tao biết tao bán con gì vậy mà cái mẹ bị sáo nó ngọt quá không cháy sáu nó xì quần lộ vẻ như vậy trời ơi chứ tận tận luôn em tận con chạy cái bụng thôi có chi mình sẽ bật con tiếp nha anh em.